Đức Huỳnh mến chào quý khán giả, chúng ta đang đến với chương trình Phim trên truyền hình Vĩnh Long. Quý khán giả thân mến, bộ phim cổ trang Nghiệp Sinh Tử đang được phát sóng vào khung giờ vàng phim Việt trên sóng truyền hình Vĩnh Long, mang đến nhiều câu chuyện mang màu sắc nhân gian quyền ảo và với sự góp mặt của những diễn viên đang được quý khán giả yêu mến, hứa hẹn sẽ là một món ăn mới đầy hấp dẫn dành cho quý khán giả. Nối tiếp Nghịch Tử trong series phim Nghiệp Sinh Tử sẽ là câu chuyện Đôi Mắt Tình Thâm với nội dung đầy kịch tính và mang tính nhân văn về tình thân, tình yêu và lòng thù hận. Và hôm nay thì Thúy Quỳnh xin được mời quý khán giả chúng ta sẽ cùng gặp gỡ diễn viên Thanh Thức, người thủ vai chính tâm trong Đôi Mắt Tình Thâm, để chúng ta có thể hiểu rõ hơn về nhân vật này cũng như là những câu chuyện xung quanh của Nghiệp Sinh Tử nhé. Với lối diễn tự nhiên cùng gương mặt sáng, diễn viên Thanh Thức được khán giả yêu mến qua nhiều vai diễn phim truyền hình như Ông Trùm, Dập Tắt Lửa Lòng, Mẹ Ghẻ. Đến với vai diễn chính tâm trong phim Nghiệp Sinh Tử, anh tiếp tục để lại ấn tượng trong lòng người xem khi khắc họa thành công một chàng trai nghèo, lương thiện, luôn nghĩ cho người khác và có tình yêu đẹp với Lẹ, cô bạn Thanh Mai trong làng. Ngày mai á, anh sẽ không làm thêm buổi tối nữa. Em chịu chưa? Thu em luôn á. Vậy có sợ em không? À, mai mốt cưới về á, có sợ bị em ăn hiếp không? Không có, anh không sợ. Nếu vậy anh có thương em không? Thương chứ, anh thương không hết luôn nè. Trước tiên cho Thanh Thức xin kính chào tất cả quý vị khán giả của đài truyền hình Vĩnh Long. Xin chúc cho tất cả mọi người có một ngày thật vui, thật nhiều điều may mắn khi được mời tham gia bộ phim nhận cái vai chính tâm. Thật sự mình rất là háo hức, tại vì mình trước giờ mình làm những thể loại phim về hành động, về tâm lý xã hội, về thời hiện đại, thời cổ trang, nhưng mà nó không phải là dòng phim như thế này. Được đạo diễn Bùi Ngọc Nam Phương mời tham gia thì Thức đồng ý tham gia bộ phim này, bởi vì mình thấy nó có nhiều cái điều mới lạ lắm nên mình tham gia liền luôn. Thường thì ông bà ta hay đặt tên cho con cháu trong gia đình mình, hướng tới những đứa trẻ nó có cái lòng hướng thiện từ nhỏ. Và cái vai chính tâm là cái vai mà Thức cảm thấy khi nói đến cái tên thì mọi người đã hiểu được cái tính cách của anh này luôn rồi. Một người chính nghĩa, chính trực, một người ngay thẳng. Tuần này bộ phim Nghiệp Sinh Tử với câu chuyện Đôi Mắt Tình Thâm tiếp tục là tâm điểm của người xem, hé lộ nhiều tình tiết hấp dẫn. Cha của Lẹ vì muốn ép gả cô cho gia đình giàu có nên giả vờ thiếu nợ, bị bọn giang hồ uy hiếp tính mạng. Chính Tâm muốn kiếm tiền để cưới vợ và giúp gia đình người yêu nên nghe lời thầy Bảnh, một thầy thuốc tham lam và bất nhân, đi làm ăn xa và bị lừa lấy đôi mắt. Thầy Bảnh dùng đôi mắt của Chính Tâm để ghép vào cho Gia Bảo, cậu con trai duy nhất của nhà họ Đinh giàu có, bị bệnh nhược thị từ nhỏ. Điều gì sẽ xảy đến với Chính Tâm khi quay về làng và anh sẽ đối mặt với tình cảm của mình như thế nào khi mất đi đôi mắt? Sẽ còn nhiều tình tiết bất ngờ cho khán giả khi theo dõi bộ phim. Còn bây giờ, mời quý khán giả tiếp tục gặp gỡ diễn viên Thanh Thức để hiểu thêm về vai diễn này nhé. Mình chưa biết được cảm giác mà sống trong bóng tối thế nào, thì vào cái vai này mình phải cảm thấy mình lần nào khi hóa trang mình cũng hồi hộp, mình cũng run hết trơn á. Tại mọi người biết khi mà hóa trang xong thì phải dán hai đôi mắt của Thanh Thức lại. Lúc đầu mình cũng háo hức, mình muốn cái cảm giác thế nào, nhưng thật sự khi mà mình vừa bị dán hết đôi mắt lại, một không gian tối sầm nó sụp lại trước mặt của mình. Mình mơ hồ lắm, mình hoảng loạn lắm. Trong cái ngày đầu tiên quay á, mình rất hoảng loạn luôn. Lúc nào mình cũng ngồi gần kế bên có người để mình nắm tay, mình không bao giờ dám buông đâu. Tại vì mọi biết là xung quanh chúng ta đều một bóng tối, mà nghe cái âm thanh, cái không khí của mọi người sinh hoạt xung quanh mình mà mình không hình dung được, mà mình không thấy được mọi người, mà mình không nhìn thấy được khuôn mặt mọi người, mình sợ hãi lắm, mình lo lắng. Thật sự tới giờ mình vẫn còn ám ảnh. Sau này mà có thể là làm một cái thể loại vai mà kiểu mà bị mù mắt chứ thật sự tôi không dám nhận. Cái lần đầu khi mà hóa trang vô mọi người nó kinh khủng lắm. Đi cũng nhờ người dẫn mình đi, ăn cũng nhờ người đúc mình, tại vì mỗi lần mà hóa trang rất là khó. Khi mà hóa trang đôi mắt mù á là hóa trang gần một tiếng đồng hồ mới xong, bởi vì mất rất nhiều thời gian với đó. Sáng lên đoàn là phải hóa trang mù, là phải quay suốt cả ngày luôn. Nhưng mà có Thanh Hiền là người mà diễn chung với mình thường xuyên nhất, cái người gần mình nhất, là mình tin tưởng nhất. Thì Hiền khi quay xong thì dẫn mình ra ghế, khi chuẩn bị quay thì dẫn mình vô trong phim trường. Rồi khi tới buổi ăn thì Hiền là người lấy cơm cho mình, đút cho thức ăn luôn. Nghĩa là
trong quá trình làm đó thì chỉ có mình gắn bó, mình tin tưởng nhất với Hiền thôi. Tại vì mọi người hay ghẹo mình, thấy mình hay không thấy đường á, mọi người hay chọc ghẹo mình, hay lấy ghế của mình, hay là làm trò trước mặt mình không hề biết gì đâu. Mình rất là sợ, chỉ có tin của mình Thanh Hiền thôi. Lúc đó Hiền là người mà thức cảm thấy tin tưởng bản thân nhất trong quá trình làm phim đó. Sáng ra là vô ngồi là nói là Hiền em phải ngồi kế bên anh nha, rồi có gì thì em phải bảo vệ anh nha. Thì nó ok, em sẽ bảo vệ anh. Trong quá trình đó là mình thường xuyên cái là lúc nào cũng nắm tay Hiền, sợ lắm. Tại vì mình buông tay ra là mình không nhìn thấy được xung quanh. Đó là một trải nghiệm đáng nhớ trong cái quá trình làm bộ phim này. Có nghĩa là tới giờ mình vẫn không quên được cái cảm giác mà hóa trang khi bị mù ở đôi mắt. Tại sao vậy? Đôi mắt của tôi, sao tôi không thấy gì hết vậy? Mọi người ơi, có ai đây không? Sao tôi thù vậy? Sao bóng tối không vậy? Đôi mắt của tôi đâu? Tại sao bóng tối không vậy? Mọi người ơi, đôi mắt của tôi đâu rồi? Nè, cậu còn có mắt nữa đâu mà thấy đường hả? Ông là ai vậy? Ông là ai vậy? Nè, vậy chứ cậu là ai hả? Tôi là ai? Tôi không nhớ tôi là ai nữa. Tại sao như vậy? Sao tôi thua vậy? Cậu bị người ta móc mù đôi mắt rồi quăng xuống vực. Cũng may á là còn giữ được mạng sống, cho nên tôi mới đem cậu về đây cứu chữa nè. Tại sao làm như vậy với tôi? Đôi mắt của tôi đâu? Ai đã làm như vậy với tôi? Ủa, cậu hỏi tôi á thì tôi biết hỏi ai. Đôi mắt của tôi. Thôi, sức khỏe của cậu còn yếu nên giữ gìn đi, đừng có la hét nữa. Không được. Đôi mắt của tôi. Trả đôi mắt cho tôi. Để lướt. Đôi mắt của tôi. Cái gì? Đôi mắt của tôi. Ông tính sao cái cổ nợ này? Hắn còn biết hắn là ai nữa kìa. Trả đôi mắt cho tôi. Thì có lẽ khi hắn rớt xuống vực, đầu bị da đập mạnh, rồi bị mất hai con mắt nữa, nên bị sốc, mất trí nhớ luôn chứ gì. Tôi xin mấy người. Thì càng tốt chứ sao. Coi như hắn là em ruột của tôi. Tại sao? Là em chồng của bà. Tại sao vậy? Hắn không phải là của nợ đâu, mà từ đây hắn sẽ là trần câu cơm của mình. Thông điệp nhân văn và thông điệp cuộc sống mà Gia Chính Tâm muốn gửi đến cho mọi người đó là muốn mọi người hướng về cái thiện, muốn mọi người quên đi thù hận, bỏ qua những thù hận để chúng ta trở thành một người tốt. Tại vì người ta hay nói là lấy quán báo quán, lấy hận thù trọng chất hận thù thì sẽ không bao giờ chúng ta nhẹ lòng, chúng ta thanh thản. Mong mọi người xem bộ phim và rút ra được cho mình một bài học sống yêu thương và xóa bỏ hận thù, bao dung rộng lượng với nhau hơn để chúng ta có một cuộc sống tốt đẹp với nhau. Bên cạnh Chính Tâm lẹ thì còn rất nhiều những nhân vật tạo nên một câu chuyện hấp dẫn và nhiều yếu tố đặc biệt bất ngờ trong quá trình diễn biến câu chuyện nữa. Mọi người cứ theo dõi xuyên suốt bộ phim nha. Ngồi xuống đây đi. Ngồi yên ở đây đó. Mày ngồi ở đây cho người ta thương hại, người ta cho mày tiền, mày không kiếm được là mày chết với tao. Mày làm cái gì thì làm á, miễn sao mày đem tiền nhiều về cho tao. Nếu mà tiền ít á thì mày chết với tao. Đi bà, đi. Nhớ như mày, nhớ chưa? Bữa nay làm không? Có trầu cau tươi này gì? Gì? Cho cậu nè. Dạ, cái phòng hả cậu? Mấy cô cậu ơi, bên đây có người mù cần được giúp đỡ nè. Trời ơi, bị mù hai mắt luôn nè, thấy tội quá à. Thôi giúp đỡ người ta đi. Trời ơi, tội nghiệp quá à. Tội quá. Ai có tiền cho đi bà con. Trời ơi, cho đi bà con ơi, tội nghiệp quá à. Tội nghiệp gì đâu luôn á. Bị mù hết hai mắt rồi, có làm gì được đâu. Nhà tiền nè cậu ơi. Đây nè. Tội nghiệp quá vậy. Chuyện gì mà bu đông trời vậy chị? Tôi không biết nữa chị. Cái cậu này nè, tội nghiệp lắm. Ở đâu tới đây á, thì coi thử coi. Thôi, tôi cho
Đúng rồi, đó, thấy tội lắm. Trời ơi, anh Tâm, đúng là anh Tâm rồi. Anh Tâm ơi, anh Tâm, chính là anh Tâm nè. Anh Tâm, anh Tâm nè, mọi người ơi. Như thằng chính Tâm đây mà, con của bà Nguyệt đây mà. Trời ơi, sao mà nó ra nông nổi như vậy vậy? Lẹ đây nè, em là Lẹ đây nè, anh có nghe em nói chứ? Anh Tâm, em là Lẹ đây anh Tâm. Anh Tâm ơi. Trời ơi, nhìn tội thiệt chứ. Ờ đúng rồi đó. Tội nghiệp quá. Nhìn anh tội ghê quá trời. Ra là chồng của chị Lẹ. Nhìn tội nghiệp quá hả? Trời ơi, tội nghiệp chính Tâm quá à. Ê, cái gì vậy? Làm cái gì vậy? Hả? Đây là em trai của tôi. Đây là em trai của anh. Không sống với tôi đâu nha. Ông là ai? Sao lại quen biết anh Tâm? Tâm nào? Thằng này nó không phải là tên Tâm. Đi. Không phải, đây là anh Tâm mà. Lên ra, mấy người không biết cái gì hết. Mấy người đi ra đi. Mấy người đi ra đi, mấy người nhiều chuyện quá vậy. Đây là em của tôi mà. Hả? Con, không. Không phải, đây là anh Tâm mà. Mấy người không biết cái gì hết. Đây là em trai của tôi. Hả? Anh ra. Anh ơi. Tâm ơi. Anh ơi. Anh sao vậy nè? Và cuối cùng Thanh Thức xin kính mời tất cả quý vị khán giả hãy cùng đón xem bộ phim Nghiệp Sinh Tử vào lúc 20 giờ từ thứ 2 tới thứ 7 hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Qua những chia sẻ của diễn viên Thanh Thức vừa rồi thì chắc chắn là quý khán giả chúng ta đã tìm được những điều thú vị xung quanh nhân vật chính Tâm cũng như là câu chuyện đôi mắt tình thâm, đúng không ạ? Và những tập tiếp theo của bộ phim sẽ càng lôi cuốn và hấp dẫn hơn nữa bởi sự thay đổi của Lẹ với mong muốn là trả thù cho người yêu của mình. Quý khán giả đừng bỏ lỡ những tập phim tiếp theo của Nghiệp Sinh Tử để chúng ta đến với những tình tiết hấp dẫn này nha. Còn bây giờ thì thời lượng dành cho phim trên truyền hình Vĩnh Long cũng đã hết rồi. Thúy Quỳnh xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tuần sau.